Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa được Quốc hội thông qua nghiêm cấm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Luật cũng quy định nghiêm cấm xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối hoặc không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn, yêu cầu kiểm tra kiểm soát của người thi hành công vụ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường.